kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng mai, các tỉnh Bắc Bộ vẫn chịu sự ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông và biến tính, nên trời nhiều mây, những cơn mưa rào diễn ra ở diện rải rác với lượng không đáng kể. Tiết trời rét nhẹ với nhiệt độ là từ 18 đến 21 độ, ở vùng núi là dưới ngưỡng 17 độ. Vào ban ngày trời hửng sáng nhưng nắng chỉ xuất hiện gián đoạn, kéo nền nhiệt tăng dần lên mức là từ 23 đến 27 độ. Ở mỏm Tây Bắc như là ở Lai Châu, Điện Biên, do tác động chắn của dãy Hoàng Liên Sơn nên nhiệt độ có nơi cao hơn. Riêng về tình hình thời tiết ở tại Yên Bái, từ nay đến chiều tối mai trời nhiều mây ít mưa, cảm giác lạnh trong khoảng nửa đêm về sáng khi nhiệt độ thời điểm này xung quanh mức từ 19 đến 21 độ. Vùng cao trời rét khi nhiệt độ chỉ từ 14 đến 16 độ. Nếu phải lưu thông trong thời điểm này, người dân cần chú ý mặc ấm. Đến trưa chiều mai, mây mỏng hơn, nhiệt độ cao nhất đạt mức từ 23 đến 26 độ. Vùng cao còn se lạnh từ 22 đến 24 độ. Lùi xuống Trung Bộ, 24 giờ tới, cường độ mưa có dấu hiệu giảm dần trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Lượng mưa được nhận định phổ biến không quá 10mm, tập trung ở phần ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Mức nhiệt độ phổ biến là từ 24 đến 27 độ. Bà con nên tận dụng thời tiết tốt để tiến hành khắc phục hậu quả của mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Phần còn lại từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, trong ngày nắng nhiều hơn, tiết trời mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ không vượt quá 30 độ. Đi xa hơn về phía Nam, thời gian chiều tối, đêm và sáng sớm, mây đối lưu có thể phát triển gây mưa, một vài nơi khả năng còn kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh. Còn từ sáng đến chiều thời tiết tốt, nhiệt độ cao nhất duy trì là từ 27 đến 29 độ tại vùng cao nguyên và từ 29 đến 32 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Cuối bản tin như thường lệ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông mạnh cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 22 đến 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông nam mạnh cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, gió đông nam mạnh cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.